Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Quang Hải. Xin mời các bạn vào tham quan nhà mình. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là ở trên tủ này là những cái giải thưởng cá nhân của tôi. Đây là cái khi mà tổng kết cái giải vô địch quốc gia. Tổng kết giải vô địch quốc gia thì tôi được cái giải thưởng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất với cả trong đội tiêu biểu. Đây là những cái giải thưởng mà trong năm 2018 tôi đạt được khá là nhiều, như là quả bóng vàng, cái giải cúp chiến thắng ngày hôm qua và vô số những cái giải thưởng cá nhân mà tôi đã đạt được trong năm 2018 vừa qua. Đây là tất cả những huy chương mà tôi thi đấu từ năm 9 tuổi. Còn rất là nhiều những huy chương như là vô địch AFF Cup và những huy chương bạc của UEFA châu Á. Đặc biệt có một thứ mà tôi rất là trân trọng, đó là được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đó là huy chương lao động hạng nhì cũng như là huy chương lao động hạng ba trong năm 2018. Để nói về huy chương đáng nhớ nhất của tôi thì tôi có huy chương của vô địch AFF Cup năm 2018. Đấy mà là huy chương mà tôi cảm thấy là đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam cũng như là cá nhân tôi. Sau đó là đến huy chương bạc của UEFA châu Á cũng trong năm 2018. Đấy chắc chắn không phải nói nhiều thì mọi người cũng hiểu là cái này nó quan trọng như thế nào. Trên này là bằng chứng nhận mà và thẻ thi đấu cũng như là bằng đội trưởng mà năm tôi thi đấu giải U20 World Cup tại Hàn Quốc. Đấy cũng là một giải đấu mà vô cùng đáng nhớ của đội tuyển U19 Việt Nam, khi mà lần đầu tiên có một đội tuyển trẻ của đội tuyển của Việt Nam được tham dự một giải đấu thế giới. Và tuy rằng không đạt được điểm nào, không ghi được bàn thắng nào, nhưng mà bọn tôi cũng vô cùng tự hào khi được thi đấu cũng như là tham dự giải đấu đó. Bước sang năm mới Kỷ Hợi thì xin chúc các độc giả của báo Thanh Niên một năm mới là sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.